Ok, đi tiếp ha, mua 2 cái thu à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây chính là cái chợ mà con thích nhất trong Sài Gòn. Còn nếu gọi là trung tâm thương mại thì con thích nhất là Gigamon. Nghĩa là vậy. Nhưng mà con đã có giày mới rồi. Ấp giữ xe chợ đêm. Ở khu này kia là khu chợ đêm. Đây hay mình gửi. Mình vô mình gửi xe mình đi. Ở đây đây. Mua đồ luôn. Thôi mua gì nữa. Mua. Mua. Có sẵn thì mua luôn. Có thì mua. Không biết. Có thì mua không biết đâu. Mua chợ đêm mà. Trời ơi. Vô gặp ổ chợ nữa. Ổ chợ phải để cho Như Ý. Ý quốc sắp bình. Ổ chợ là để cho Như Ý sắp bình. Ôi trời ơi. Có áo ngủ đi luôn kìa. Ok, dừng video này.